Kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 8 năm 2022, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau. Thành phố Hồ Chí Minh chăm lo cho trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19. Người dân đăng ký dán thẻ thu phí không dừng trên các tuyến đường cao tốc tăng đột biến. Truyền thông quốc tế đưa tin Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật. Thưa quý vị, góp phần thực hiện chăm lo an sinh xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19. Hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ trao tặng sổ tiết kiệm và phương tiện học tập cho trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Tại chương trình, 10 em thiếu nhi đã được trao tặng sổ tiết kiệm, phương tiện học tập, nhu yếu phẩm. Tổng kinh phí hơn 550 triệu đồng được các tổ chức phi chính phủ đóng góp, hỗ trợ. Chương trình Mẹ đỡ đầu là chương trình được thực hiện theo chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam nhằm hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch bệnh COVID-19. Chương trình đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần nhân văn, kết nối yêu thương, góp phần hỗ trợ chăm lo cho trẻ em mồ côi có cuộc sống ấm no, phát triển toàn diện, đảm bảo các quyền trẻ em được hưởng theo quy định của pháp luật. Với chủ đề Công đảo âm vang tiếng vọng hùng thiên, Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam phối hợp với Huyện ủy Công đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức chương trình giao lưu tặng quà nhằm thể hiện tấm lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, chăm lo đồng đội và tiếp lửa truyền thống cho thế hệ thanh niên. Trong khuôn khổ chương trình, Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam đã trao tặng quà cho 2 cựu tù chính trị Côn Đảo, 20 gia đình chính sách và 10 hộ gia đình bảo trợ xã hội, 20 em học sinh vượt khó học giỏi. Đồng thời, chương trình còn mang những phần quà thiết thực đến 4 đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ, gồm Đồn Biên phòng Côn Đảo, Hải đội 33, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, Trạm Radar Hải quân 590 và Trạm Radar Không quân 32. Nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp cho thế hệ thanh niên, Ban liên lạc cũng đã gửi tặng sách của đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước cho Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo và tủ sách khuyến học. Các đơn vị phát thanh, đài phát thanh truyền hình trên cả nước tiếp tục phần dự thi chương trình phát thanh trực tiếp tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15. Các phần thi được chuẩn bị công phu, áp dụng nền tảng số vào các phần thi, thể hiện đúng tinh thần linh hoạt chuyển đổi, thích ứng vượt lên. Các phần thi thể hiện đa dạng chủ đề, sinh động trong cả nội dung lẫn hình thức. Nhiều giọng nói quen thuộc với khán thính giả như MC Anh Thơ, kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng không tránh khỏi sự hồi hộp, lo lắng, xen lẫn tự hào khi lần đầu tiên dự thi chương trình phát thanh trực tiếp. Để có được một cái phần thi chỉ có 30 phút như vậy thôi, nhưng mà kênh VOV Giao thông đã thực hiện hơn một tháng nay, chạy thử chương trình, điều phối các bạn phóng viên ra ngoài hiện trường. Cái câu đó rất mất thời gian và kỹ thuật rất yêu cầu cực kỳ chính xác và cao luôn. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 năm 2022 có 31 chương trình phát thanh trực tiếp dự thi của các đài phát thanh truyền hình đến từ các tỉnh thành trên cả nước. Các phần thi được phát sóng trực tiếp và livestream trên các nền tảng số. Các tác phẩm dự thi được đầu tư nhiều công sức, chất xám, nhất là về kỹ thuật dàn dựng, công nghệ sản xuất, thể hiện rõ xu thế chuyển đổi số của phát thanh Việt Nam. Đối với phát thanh trực tiếp thì là một cái vòng trung khảo mà được đón chờ nhiều nhất, vì đây là cũng là một cái nét mới trong cái thi phát thanh toàn quốc năm nay, là có cái sự là đưa các cái chương trình được lên các cái nền tảng, lên các nền tảng số để làm sao mà tiếp cận thông tin tới thính khán giả nhiều hơn. Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, những người làm phát thanh phải tự thích ứng để vượt lên chính mình, khẳng định vai trò của phát thanh trong đời sống xã hội hiện nay. Thưa quý vị, không lo thiếu nguồn cung lương thực thực phẩm, nhưng những biến động lớn về giá thế giới có những tác động đến nguồn cung thịt nếu không được kiểm soát chặt chẽ, là thông tin tại cuộc họp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về giải pháp ổn định nguồn cung góp phần kiềm chế CPI.
Các chuyên gia nhận định, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhu cầu lương thực thực phẩm trên thế giới đang tăng cao. 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đã đạt hơn 32 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn đối với nguồn cung trong nước, Bộ Nông nghiệp tính toán, nguồn cung thực phẩm bao gồm các loại thịt sẽ đạt hơn 7 triệu tấn, hơn 18 tỷ quả trứng và 1,3 triệu tấn sữa trong năm 2022. Chúng ta vẫn yên tâm về cái nguồn thực phẩm đảm bảo từ đây đến cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên là trong thời gian vừa qua thì chúng ta biết rồi là cái giá thịt lợn ở các nước xung quanh có sự biến động rất lớn. Bộ đã có chỉ đạo và cử các đoàn đi kiểm tra ở các tỉnh biên giới và cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo bộ cũng khẳng định sẽ cố gắng điều chỉnh tốc độ tăng trưởng khâu sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường, hài hòa lợi ích giữa người sản xuất và người tiêu dùng, không ảnh hưởng tới chỉ số CPI những tháng tới. Theo thống kê, số lượng xe dán thẻ mới thu phí không dừng để được di chuyển vào các tuyến đường cao tốc trong tháng 7 tăng đột biến so với tháng 6. Số lượng này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên khi VETC gia hạn miễn phí dán thẻ thu phí tự động không dừng đến ngày 5 tháng 8. Tại điểm dán thẻ thu phí không dừng trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trong những ngày gần đây, ghi nhận số xe đến làm thủ tục đăng ký và dán thẻ tăng đột biến. Lái xe, chủ phương tiện đều có chung một cảm nhận, việc dán thẻ nhanh gọn, thuận tiện và việc sử dụng cũng đơn giản, không phức tạp như họ nghĩ trước đây. Không phức tạp lắm, nó rất là nhanh, thuận tiện trong vòng có chừng 10 phút. Bắt đầu thì mình rắc rối, mình chưa biết cách để đi gì thôi, chứ còn thực sự dán rồi, mình hướng dẫn mà nạp tiền vô thì mình mấy cái đó mình chủ động được, nếu mình biết cách làm thì chủ động khỏe hơn. Theo quy định, xe không dán thẻ ETC hoặc có dán thẻ nhưng tài khoản không đủ tiền để thực hiện thu phí tự động khi đi vào làn ETC sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Trong tương lai, xe không dán thẻ thu phí điện tử sẽ không được đăng kiểm. Việc dán thẻ ETC kết hợp thanh toán không tiền mặt nhanh chóng sẽ giúp các tài xế tiết kiệm thời gian, giảm ùn tắc do không cần dừng lại xếp hàng chờ mua vé, giảm ô nhiễm môi trường nhờ tiết kiệm giấy in, khói bụi, không cần sử dụng tiền mặt, hạn chế tiếp xúc và phòng tránh dịch bệnh, tiết kiệm nhiên liệu khi lưu thông. Phải chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất để đáp ứng sự phục hồi bền vững cho ngành du lịch, nhất là giai đoạn tháng 9 tới đây khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam dự báo sẽ tăng cao. Ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gấp rút có sự chuẩn bị về mọi mặt, từ nguồn nhân lực đến các sản phẩm, dịch vụ. Đã nhận được đặt hàng khách quốc tế từ tháng 10 năm nay đến đầu năm sau, khách sạn này đã và đang chuẩn bị kỹ càng về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và đặc biệt là điểm nhấn về ẩm thực. Khi chúng ta xây dựng các cái sản phẩm cho khách thị trường quốc tế thì chúng ta không chỉ đơn thuần là chỉ gói gọn vào cái sản phẩm lưu trú mà khách sạn chủ động liên kết mà xây dựng các cái gói kết hợp vừa lưu trú, vừa các cái dịch vụ ẩm thực, vừa các cái dịch vụ thư giãn, giải trí. Trong những tháng qua, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều sản phẩm du lịch mới nhằm tạo sức hấp dẫn đối với khách nội địa và chuẩn bị đón đợt cao điểm khách quốc tế từ tháng 9 tới. Tuy nhiên, để thu hút khách quốc tế đến, lưu lại và chi tiêu nhiều hơn, đòi hỏi ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phải nỗ lực hơn nữa. Ngoài chính sách visa, thành phố hiện nay đưa ra nhiều điểm mới, sản phẩm mới. Tuy nhiên, quan trọng là chúng ta phải làm tốt công tác truyền thông và phát triển các sản phẩm du lịch mang tính bền vững hơn để khách đến và trở lại thành phố. Tổ chức hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9 sẽ thu hút các người mua và người bán của thế giới về với điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh để kết nối với các doanh nghiệp lữ hành của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, tăng cường truyền thông quảng bá trên các kênh truyền thông quốc tế, các cơ quan lãnh sự, các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mở rộng việc tuyên truyền quảng bá về chính sách MAI của Thành phố Hồ Chí Minh với những gói rất là ưu đãi khi tiếp đón những đoàn khách MAI đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn biến dịch bệnh thế giới còn nhiều phức tạp, tạo thách thức không nhỏ cho mục tiêu phục hồi lượng khách quốc tế đến với thành phố. Song nỗ lực của các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, dịch vụ và cả ngành du lịch hứa hẹn mang đến tín hiệu tích cực, sự sôi động cho thị trường du lịch, từ đó khôi phục doanh thu cho ngành công nghiệp không khói của Thành phố Hồ Chí Minh trong những tháng cuối năm. Sự kiện quảng bá du lịch MySol Seoul in Hồ Chí Minh diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối qua đã thu hút hơn 1.000 bạn trẻ đến tham gia trải nghiệm. Đây là sự kiện do chính quyền thành phố Seoul và tổ chức du lịch thành phố Seoul phối hợp tổ chức.
My Seoul Seoul in Hồ Chí Minh là sáng kiến của Seoul nhằm công bố việc thành phố mở cửa du lịch trở lại và giới thiệu đến người dân thành phố Hồ Chí Minh những nét thu hút của một thành phố dẫn đầu xu hướng thế giới. Sự kiện tập trung vào những nét văn hóa từ lâu đã ảnh hưởng rộng rãi và trở nên quen thuộc với người dân Việt Nam. Tại sự kiện, hàng ngàn bạn trẻ được hòa mình vào những gian hàng trải nghiệm đa dạng, các chương trình đặc sắc về thời trang làm đẹp, các cuộc thi dancing và nhiều tiết mục biểu diễn âm nhạc K-pop đặc sắc. Với chính quyền thành phố Seoul, Việt Nam cũng như thành phố Hồ Chí Minh là đối tác chiến lược hàng đầu và du lịch là lĩnh vực đặc biệt nổi bật trong các hoạt động giao lưu giữa hai phía. Vì vậy, tôi mong rằng sự kiện sẽ là cơ hội để hai bên có thể hiểu về nhau nhiều hơn, từ đó tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy du lịch. Ban tổ chức cho biết, bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh, chương trình quảng bá du lịch Seoul sẽ tiếp tục được tổ chức trên phạm vi toàn thế giới, thông qua các sự kiện kết hợp MICE và các hoạt động tiếp thị trực tiếp tại Đông Nam Á, Đông Bắc Á, châu Âu và châu Mỹ. Mùa Vu Lan báo hiếu tháng 7 âm lịch ngày càng được nhiều người quan tâm và trong văn hóa của người Việt, đây coi như một dịp để làm việc thiện, báo đáp công ơn mẹ cha. Câu chuyện bên tách trà là một chương trình định kỳ hàng tháng được tổ chức với mong muốn mang tới những câu chuyện thiện lành đến với mọi người, từ đó lan tỏa thông điệp yêu thương và chia sẻ đến với cộng đồng. Câu chuyện bên tách trà mùa Vu Lan được diễn ra trong không khí gần gũi, ấm áp, mang đến cho người tham dự cảm giác nhẹ nhàng và được xoa dịu. Với chủ đề thương người, thương mình, mỗi người đều có những quan niệm riêng, suy nghĩ riêng, cách thể hiện riêng. Luôn luôn ta cứ hết sức là quan hỷ, hết sức là mở lòng với tất cả những hoàn cảnh và sau đó ta cứ tìm hiểu thật kỹ và để biết được một cách đúng đắn nhất và để cho hợp lý nhất. Để sau đó rồi cái việc ta làm ta thấy hoan hỷ và ta lại khởi tâm lớn hơn nữa. Có cái cảm nhận về cái tâm từ nó rất là nhẹ nhàng. Thí dụ như mình gặp một cái hoàn cảnh người ta cần cái sự giúp đỡ của mình. Trước hết thì mình nhìn người ta với một cái cặp mắt yêu thương trước đã. Với một cái tấm lòng hoan hỷ trước đã. Khách mời của chương trình Thượng tọa Thích Thiện Thuận, trụ trì Viện Chân Tu và tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang đã chia sẻ những quan niệm, những câu chuyện từ cuộc sống đời thường giữa những mối quan hệ cha mẹ, con cái, bạn bè, vợ chồng để chan hòa trong cuộc sống, để tâm thiện lành đều hiện diện trong mỗi con người. Yêu thương bản chất của nó là sự ngọt ngào, là sự bình an. Mà mình yêu thương không đúng có khi mình bị bất an và mình không đem tới cái cảm giác ngọt ngào. Và có quá nhiều người như thế thì coi như là chúng ta bị lừa. Mà cái cảm giác mình bị lừa là một cảm giác bị xúc phạm và bị tổn thương. Cho nên Đạo Phật dạy yêu thương phải có hiểu biết. Vì bạn có hiểu biết thì yêu thương nó mới đem tới hạnh phúc cho đối tượng. Chúng ta hãy tiếp tục nuôi dưỡng cái điều tốt đẹp để mà chúng ta có thể tạo cho xã hội thêm những cái sự ảnh hưởng, nhất là đối với các bạn nhỏ, cái thế hệ trẻ. Một mùa Vu Lan nữa lại đến để nhắc nhớ mỗi chúng ta biết thương người, thương mình để cho đi là còn mãi. Thưa quý vị, về tình hình eo biển Đài Loan hiện nay, sáng nay trả lời câu hỏi của phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách một Trung Quốc và mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không làm căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan, góp phần tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào sáng nay đã đọc diễn văn tại Viện Lập pháp đảo Đài Loan. Trong bài phát biểu, bà Pelosi cho biết sẽ nỗ lực để tăng cường hợp tác lập pháp giữa Mỹ và đảo Đài Loan, Trung Quốc. Ngoài ra, bà Pelosi cũng nhấn mạnh sẽ đạo luật tăng cường công nghiệp sản xuất vi mạch ở Mỹ. Các doanh nghiệp Mỹ sẽ tăng cường hợp tác giữa Mỹ và Đài Loan trong lĩnh vực vi mạch. Chuyến thăm của bà Pelosi đánh dấu lần đầu tiên sau 25 năm một chủ tịch Hạ viện Mỹ đến thăm hòn đảo này. Lần viếng thăm trước diễn ra vào năm 1997, khi đó là chuyến đi của chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich. Trước đó, vào đầu ngày 3 tháng 8 hôm nay, Cục Hải quan Trung Quốc thông báo đã dừng nhập khẩu quýt, cá hố và cá sông đông lạnh từ đảo Đài Loan. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết họ sẽ dừng xuất khẩu cát thiên nhiên sang hòn đảo này. Theo hãng tin AFP, bà Pelosi đã gặp Phó Viện trưởng Viện Lập pháp của đảo Đài Loan, ông Tsai Chi-shan, tại thành phố Đài Bắc vào sáng nay 3 tháng 8. Hãng tin Sputnik của Nga cho biết vào sáng ngày 3 tháng 8,
cơ quan phòng vệ đảo Đài Loan nói họ phát hiện 21 máy bay Trung Quốc xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không. Trung Quốc có loạt hoạt động quân sự quanh Đài Loan ngay tối ngày 2 tháng 8. Hai nội dung trong đó là tập trận bắn đạn thật tầm xa và thử tên lửa mang đầu đạn phi hạt nhân với mục tiêu ở phía đông đảo Đài Loan. Đợt diễn tập này được thực hiện trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi dẫn đầu phái đoàn nghị sĩ Mỹ thăm đảo Đài Loan từ tối ngày 2 tháng 8. Theo chính quyền đảo Đài Loan, Trung Quốc, những máy bay Trung Quốc bay vào phía tây nam dùng nhận diện phòng không của đảo này rồi quay trở lại. Ngay từ tối ngày 2 tháng 8, quân đội Trung Quốc bắt đầu một loạt các hoạt động quân sự, bao gồm các đợt bắn đạn thật xung quanh Đài Loan. Các hoạt động quân sự phối hợp này là bước đi cần thiết nhằm đáp trả những hành động gây hấn nguy hiểm của Mỹ và đảo Đài Loan. Các đợt diễn tập này bao gồm phối hợp các binh chủng, bao gồm tấn công đất liền, kiểm soát bầu trời, các loại vũ khí chính xác. Các cuộc tập trận chung không quân và hải quân diễn ra trên vùng biển và vùng trời ở phía Bắc, Tây Nam và Đông Nam của đảo Đài Loan. Hai trong những nội dung tập trận này là bắn đạn thật tầm xa ở eo biển Đài Loan và phóng thử tên lửa mang đầu đạn phi hạt nhân, với mục tiêu được chỉ định đặt ở phía đông Đài Loan. Quân đội Mỹ cũng tăng cường sự hiện diện của mình gần đảo Đài Loan, bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan. Đảo Đài Loan cũng đạt các lực lượng vũ trang và tình trạng báo động cấp độ 2. Ngay sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan, Trung Quốc, phía Trung Quốc đã có những phản đối mạnh mẽ. Về phần mình, trong hôm nay ngày 3 tháng 8, bà Pelosi dự kiến sẽ gặp một số nhà lập pháp của lãnh thổ này, đồng thời gặp lãnh đạo Thái Anh Văn trước khi rời Đài Loan. Về phần mình, thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố về chuyến đi đến đảo Đài Loan, Trung Quốc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Bắc Kinh cho rằng chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi đã ảnh hưởng tới nền tảng chính trị của quan hệ Trung Quốc-Mỹ, xâm phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Tuyên bố nhấn mạnh, cách đúng đắn để giải quyết quan hệ giữa hai nước lớn như Mỹ và Trung Quốc phải dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình, không đối đầu và hợp tác cùng thắng. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong đã triệu tập khẩn đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns. Theo thông cáo, chuyến thăm của bà Pelosi là sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc cùng các điều khoản của tuyên bố chung Trung-Mỹ. Trung Quốc nhấn mạnh, chuyến thăm cũng xâm phạm nghiêm trọng toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc, làm suy yếu một cách nghiêm trọng hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, đồng thời gửi một tín hiệu sai lệch về cái gọi là sự độc lập của Đài Loan. Hôm qua, chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine đã tới khu vực ngoài khơi Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ. Dự kiến tàu sẽ được kiểm tra theo kế hoạch ở Istanbul vào sáng nay ngày 3 tháng 8. Tàu Rasuni mang cờ Sierion đã đợi cảng Odessa của Ukraine hôm 1 tháng 8, chở theo 26.000 tấn ngô. Sau quá trình kiểm tra ở Istanbul, tàu này sẽ tới cảng Tripoli của Liban. Đây là chuyến tàu đầu tiên trong thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga và Ukraine dưới sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến sẽ chỉ có một tàu chở ngũ cốc xuất khẩu rời các cảng của Ukraine ở Biển Đen mỗi ngày vì lý do an toàn. Nếu được duy trì, thỏa thuận đạt được sẽ giúp giải phóng khoảng 5 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng từ ba cảng của Ukraine, góp phần hạ nhiệt tình trạng khan hiếm lương thực trên toàn cầu hiện nay. Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo nguy cơ xảy ra nhiều đạn đói trong năm nay như một hệ lụy của cuộc xung đột ở Ukraine. Hội nghị rà soát của Liên Hiệp Quốc về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT lần thứ 10 đang diễn ra tại New York, Mỹ nhằm thảo luận về việc ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hạt nhân trong hòa bình. Hội nghị này lẽ ra đã được tổ chức vào năm 2020, nhưng đã hoãn lại cho đến nay vì đại dịch COVID-19. Phát biểu dịp này, ông Igor Vishnevsky, phó giám đốc Cơ quan Kiểm soát và Chống phổ biến vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga nói rằng, chiến dịch quân sự đặc biệt mà nước này đang tiến hành ở Ukraine là cần thiết. Chúng tôi bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc chúng tôi gây hấn vô cớ tại Ukraine. Kiev đã ký thỏa thuận Minsk là cách duy nhất để mang lại hòa bình cho vùng đất này. Nhưng Ukraine không có ý định thực hiện nó. Theo ông, Liên bang Nga cũng tin rằng một cuộc chiến tranh không bao giờ được diễn ra. Đại diện của Nga cũng nhấn mạnh việc Iran nói lại việc thực hiện thỏa thuận hạt nhân JCPOA và tuân thủ các nghĩa vụ hạt nhân quốc tế của nước này là điều cần thiết. Hồi đầu tuần, Iran cho biết nước này đủ khả năng về kỹ thuật để sản xuất một quả bom nguyên tử, nhưng không có ý định làm điều này. Ngay sau đó, người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc hy vọng rằng Iran sẵn sàng minh bạch về chương trình hạt nhân của mình.
một trong những thử nghiệm đầu tiên đối với thuốc điều trị chứng COVID-19 kéo dài do hãng công nghệ sinh học Mỹ Acela Health phát triển đã cho kết quả tương đối khả quan khi giúp một số bệnh nhân phục hồi, thoát khỏi tình trạng mệt mỏi kéo dài về thể chất và tinh thần. Thử nghiệm của Acela Health đối với thuốc AXA-1125 cho thấy có 3 trong số 21 bệnh nhân được sử dụng thuốc AXA-1125 ghi nhận chỉ số mệt mỏi về thể chất đã trở lại mức bình thường sau 28 ngày điều trị. Những người khác được dùng thuốc cũng ghi nhận những cải thiện về thể chất và tinh thần. Kết quả cho thấy thuốc an toàn và dung nạp tốt. Những người tham gia cuộc thử nghiệm được cho dùng AXA-1125 hoặc giả dược trong khoảng thời gian 28 ngày. Acela hiện lên kế hoạch tiến hành những thử nghiệm mới, cũng như dự định sẽ gặp gỡ các cơ quan quản lý của Mỹ và Anh với hy vọng thúc đẩy việc sớm phê duyệt thuốc này. Chính phủ Sri Lanka hôm qua thông báo đã hủy bỏ thông tư về việc cho phép nhân viên công vụ nghỉ làm vào thứ Sáu hàng tuần, trong bối cảnh chính phủ đã có những biện pháp nhằm cải thiện tình hình khó khăn do thiếu nhiên liệu. Theo người phát ngôn chính phủ, hiện các phương tiện giao thông công cộng ở Sri Lanka đang hoạt động bình thường trở lại, trong khi tình trạng xếp hàng đổ xăng cũng đã giảm bớt, cho thấy người lao động đã có thể trở lại làm việc như trước. Do vậy, chính phủ đã quyết định hủy bỏ thông tư hồi tháng 6 đóng cửa các cơ quan chính phủ vào ngày thứ Sáu hàng tuần do người dân gặp khó khăn trong di chuyển. Cùng ngày, chính phủ Sri Lanka cũng đưa ra ưu đãi cho phép người dân nước này đang lao động ở nước ngoài được mua xe điện miễn thuế, nhằm khuyến khích gửi tiền về nước để tăng nguồn dự trữ ngoại hối đang cạn kiệt. Với chính sách ưu đãi này, hơn 2 triệu công dân Sri Lanka đang làm việc ở nước ngoài sẽ được miễn lệnh cấm và được miễn thuế khi mua xe ô tô điện và xe máy điện mang về nước. Trước khi có lệnh cấm nhập khẩu xe vào tháng 3 năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu tác động tới nền kinh tế của đảo quốc Nam Á, mức thuế dao động từ 5.000 đến gần 50.000 đô la Mỹ, tùy thuộc mẫu xe. Cảnh sát Mỹ xác nhận 6 người thương vong trong một vụ nổ súng xảy ra trong đêm ngày 1 tháng 8 theo giờ địa phương, tại thủ đô Washington. Theo cảnh sát trưởng thành phố Robert Conti, một người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ nổ súng này. Dù đến nay chưa có manh mối về thủ phạm cũng như nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, theo ông Conti, dường như một nhóm người đã sử dụng súng bất hợp pháp để giải quyết mâu thuẫn. Ông cũng bày tỏ sự phẫn nộ khi những nỗ lực ngăn chặn bạo lực súng đạn và nỗ lực thực thi pháp luật nhằm bảo vệ cộng đồng vẫn chưa đạt được hiệu quả, khẳng định sẽ tiến hành điều tra đến cùng vụ việc. Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trong khu vực. Thời gian này, thị trường bánh trung thu đã khá sôi động trên nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đại diện các doanh nghiệp, năm nay bánh trung thu được bán khá sớm để bù lại năm ngoái gần như đóng băng vì giãn cách xã hội do dịch COVID-19 kéo dài. Bánh trung thu năm nay có nhiều mẫu mã và kiểu dáng độc đáo, trong đó phải kể đến thương hiệu bánh trung thu Hội An Mooncake đang được nhiều khách hàng yêu thích trong những năm gần đây và đặc biệt được nhiều doanh nghiệp tin chọn làm quà biếu tặng cho đối tác khách hàng. Bánh trung thu Hội An Mooncake là sự kết hợp khẩu vị truyền thống của người Việt với những nguyên liệu cao cấp để cho ra thị trường những chiếc bánh trung thu chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, để tăng tính cạnh tranh trên thị trường, ngoài nâng cao chất lượng chiếc bánh, đơn vị còn tập trung chú trọng vào họa tiết hộp bánh, nhấn mạnh nét đẹp văn hóa xưa và nay, quy cách đóng gói chỉnh chu, thanh lịch, tạo thêm phần trang trọng cho từng chiếc bánh. Với tôn chỉ không ngừng đổi mới để bắt kịp xu hướng thị hiếu và khẩu vị người tiêu dùng, nhận thấy được tiềm năng phát triển của máy nén khí, mắt xích quan trọng trong hệ thống công nghiệp, sử dụng khí nén áp suất cao để vận hành máy, đặc biệt trong các ngành công nghiệp sản xuất thép, xi măng, chế biến gỗ, giúp ổn định chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị công nghiệp Đức Trí đã mạnh dạn cung cấp các dòng máy nén khí cao cấp, có động cơ từ 500 vĩnh cửu, hiệu suất cao, được nhập khẩu chính ngạch từ hãng Giao Hòa Đài Loan, với công nghệ từ Đức, tích cực phục vụ nhu cầu của nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Hiện đơn vị cũng đã thành lập trung tâm bảo hành Giao Hòa Việt Nam tại Bình Dương, đáp ứng đầy đủ tiêu chí kỹ thuật 3S nhằm phục vụ khách hàng được tốt hơn. Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp của các cô gái hiện đại, khỏe khoắn, đại diện cho thế hệ trẻ, có bản lĩnh, tự tin và tài năng, đã được diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều tháng nỗ lực tập luyện, trải qua nhiều thử thách trong chuỗi chương trình truyền hình thực tế, top 30 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn bước vào đêm thi quyết định để tìm ra người xứng đáng cho chiếc vương miện danh giá.
Trong đêm chung kết, các thí sinh đã lần lượt trải qua các vòng thi như giới thiệu bản thân, trình diễn trang phục thể thao, trang phục dạ hội để tìm ra top 5 thí sinh xuất sắc nhất. Kết thúc cuộc thi, thí sinh Chu Thị Ánh đã giành được vị trí Á hậu 2, Á hậu 1 thuộc về thí sinh Lê Phương Thảo và danh hiệu Hoa hậu thể thao Việt Nam 2022, gọi tên thí sinh Đoàn Thu Thủy. Đêm chung kết Hoa hậu thể thao Việt Nam 2022 đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem, với sân khấu được đầu tư quy mô và thiết kế mang phong cách mở, mô phỏng không gian rộng lớn, hoành tráng, với sự tham dự của hơn 2.000 khán giả. Đêm chung kết cuộc thi Siêu sao mẫu nhí Việt Nam năm 2022 diễn ra thành công, vượt qua gần 6.000 thí sinh với phần trình diễn thời trang ấn tượng và phần trả lời ứng xử bằng tiếng Anh trôi chảy. Em Đặng Minh Anh, học sinh trường trung học cơ sở Marie Curie, Hà Nội, đã xuất sắc đạt giải quán quân của cuộc thi. Cuộc thi Siêu sao mẫu nhí Việt Nam là cuộc thi tìm kiếm những người mẫu có độ tuổi thiếu nhi với khả năng trình diễn thời trang và kỹ năng giao tiếp ứng xử. Đêm chung kết được diễn ra tại hội trường Trống Đồng, Lãng Yên, Hà Nội với sự tham dự của hàng ngàn khán giả. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia đánh giá, nhận xét và góp ý bởi những chuyên gia đào tạo, nhà thiết kế, nhà tạo mẫu tóc, đạo diễn, người mẫu, chuyên gia trang điểm hàng đầu từ các quốc gia trên thế giới. 10 thí sinh đã trải qua 2 phần thi là trình diễn trang phục và ứng xử. Khép lại đêm chung kết, thí sinh Đặng Minh Anh đến từ trường trung học cơ sở Marie Curie Hà Nội với chiều cao nổi bật 1m65 đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất. Trong suốt quá trình vừa qua thì con đã rất nỗ lực và học cách ứng xử và đi khét quốc. Con cũng rất bất ngờ tại vì trong top 10 thì cả 10 bạn đều rất xuất sắc để phần thi của mình tốt nhất. Và đây con cũng xin cảm ơn gia đình, bạn bè, ban tổ chức và quý vị khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ con. Quán quân sẽ nhận được nhiều giải thưởng có giá trị và trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí thời trang lớn và uy tín, sẽ tham gia các chương trình thiện nguyện xã hội. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Kính chào tạm biệt.